Mình tiếp tục nha. Thì cái động cơ bước loại 500 vĩnh cửu thì cấu tạo của nó thì cái stator nó sẽ giống như cái động cơ bước biến từ trở hôm trước mình học. Nhưng mà riêng cái rotor thì nó sẽ khác ha. Hôm trước cái động cơ biến từ trở thì rotor nó là bằng cấu tạo bằng thép, bằng sắt non ha. Thì khi có từ trường qua thì nó hút cái loại cái rotor. Còn đối với cái loại động cơ 500 vĩnh cửu thì cái rotor nó sẽ là bằng 500 vĩnh cửu. Và cái nó sẽ có phân cực Bắc Nam rõ ràng. Rồi, thì đây là cái cấu tạo. Cái rotor nó bây giờ nó là cái 500 ha, có hai giả sử mình xét một cái động cơ bước 500 vĩnh cửu. Rotor nó có hai cực Bắc Nam này, nó bằng 500. Rồi, bây giờ stator nó sẽ gồm có bốn cái cực. Thì trong này cái stator nó bốn cực nhưng mà nó gồm có hai pha. Pha thứ nhất là pha A phẩy, A phẩy trên và dưới này. Pha thứ hai là B và B phẩy. Thì cái dòng điện chạy trong pha bây giờ nó sẽ phân biệt đầu dương đầu âm nha mấy em. Hôm trước cái động cơ biến từ trở thì mình không phân biệt chiều dòng điện trong đó, nhưng cái động cơ bước 500 vĩnh cửu thì mình phải phân biệt cái cực cực dương cực âm. Dòng điện đi vào A mình gọi là dòng điện đi vào chiều dương, IA cộng A, ở dưới này là IA trừ cái này. Đi đây cực này cực A phẩy thì dòng điện vào đây sẽ là IA trừ. Thì đầu tiên dòng điện chạy vào chiều dương trước, chạy vào cực A này. Thì mấy em dùng cái quy tắc nắm tay phải để mình xác định cái chiều cực từ chỗ cái cực stator này ha. Thì dòng điện chạy từ đây qua đây thì chiều cực từ nó sẽ từ trường nó sẽ hướng lên theo chiều từ dưới đi lên này. Thì cái cực này là từ trường đi vào á, vào thì này là cực cực nam, này cực bắc. Thì lúc này ứng với dòng điện đi vào A cộng này thì cái rotor sẽ thẳng hướng theo cái trục đứng này, góc này là góc không độ này. Nè, xét cái trong cái bước chỉ có stator bốn cực nha, rotor hai cực. Mấy em có thể vẽ sơ bộ cái hình này nha. Hình như hôm trước thì có vẽ trên bảng, không biết mấy đứa có vẽ vô chưa. Nếu chưa vẽ thì vẽ cái hình này vô. Rồi. Thì dòng điện nó chạy vào hai pha AB này có chiều phân biệt chiều nha. Thì cái dòng đầu tiên mình sẽ là điều khiển chế độ là một pha on trước. Mình nói chế độ một on. À, đối với động cơ bước này thì mình có thể tính góc bước của nó. Góc bước nó thì mình có thể tính bằng cái hai công thức hôm trước mình có giới thiệu rồi. Góc bước tính ra được là 90 độ. Mình có thể tính theo số răng hay tính theo số số pha của stator gì đều được. Nếu tính số răng là stator là bốn răng này. Bốn bốn cực là bốn răng. Bốn cực rota cũng rota hai cực thì lấy 4 trừ 2 nhân 360 chia cho 2 nhân 4 bằng 90 độ. Là tính theo số số pha cũng được. Lấy 360 độ chia cho M là số pha của stator, NR là số số cực của rotor thì nó cũng ra 90 độ. Thì cộng trong cái bước này một bước nó sẽ là 90 độ. Bây giờ mình khảo sát cái hoạt động của nó. Rồi, đầu tiên mình sẽ điều khiển một pha on, một pha on nha. Thì đây mình đang xét cái pha đang có dòng điện này, IA chạy từ đầu A tới đầu A phẩy, chạy vào ở A ra A phẩy, IA cộng đây là chiều dương, chạy vào đây là chiều dương. Thì lúc này cái rotor nó sẽ đứng theo phương thẳng đứng, N cực cực bắc nè, nam nè, hút nhọc đúng thẳng đứng nha, góc này là góc không độ nha, rotor đang đứng ở góc không độ này. Này là góc không độ này ha, rotor thẳng đứng. Bây giờ mình tưởng tượng ha, mình sẽ cấp điện vào pha B. Thì khi mình cấp điện vào pha B theo chiều là IB này, vào ở B đây, IB cộng này. Thì dòng điện chạy theo chiều như thế này. Thì nó hình thành cái cực này là cực nam, cực bắc này ha, cực nam này. Bên phía B là cực bắc, B phẩy là cực nam. Thì lúc này nó sẽ hút cái rotor nó quay 90 độ. Đây, từ đây nó sẽ quay xuống này. Góc này là 90 độ. Đây là chế độ một pha on nha. Hồi nãy pha A on, bây giờ tới lượt pha B on. Giờ on này ha. Rotor nó quay 90 độ. Theo chiều kim đồng hồ á, chiều quay này. Theo chiều kim đồng hồ. Rồi. Tiếp theo là mình lại kích hoạt
lại pha B, pha A, pha B bây giờ mất điện tới được A có điện rồi. Thì bây giờ dòng điện pha A mình sẽ cho nó đi vào ở đầu A phẩy, ở dưới này là A phẩy nha, hình này dưới là A phẩy á. Thì dòng điện từ A phẩy đi lên thì mình gọi là dòng điện nó chạy theo chiều âm, chạy ngược lại hồi nãy ha. À, thì lúc này cực cực này là cực nam, cực này là cực bắc nè, trên là bắc dưới nè. Thì cái rotor bây giờ nó quay tiếp 90 độ nữa đi xuống dưới ha. Thì lúc này là tổng là cái rotor nó đã quay được 180 độ. Rồi tiếp theo mình lại tiếp tục mình kích cho cái pha B nó hoạt động và A tắt. Thì lúc này cái rotor tiếp tục nó quay thêm 90 độ nữa. Lúc này dòng điện đi vào phía B phẩy, phía này là B phẩy thì mình gọi là IB trừ đi vào đầu B phẩy. Rồi lúc này cực từ nó đây là cực nam, đây cực bắc. Thì cái rotor nó lại quay 90 độ. Rồi tiếp tục quay lại mình kích lại pha A vào ở đầu A, ra ở đầu A phẩy. Thì rotor tiếp tục nó quay 90 độ nữa, có nghĩa là đủ một vòng, quay đủ một vòng ha. Một bước là 90 độ. Thì cái này là mình nhìn trên cái rotor với stator đơn giản ha, 4 cực với 2 cực, nhìn cho nó dễ. Thì cái nguyên lý này nó khác với cái, nó hơi khác so với cái thằng động cơ biến từ trở một tí. Đó là cái rotor này nó có phân cực bắc nam rõ ràng, tại vì nó là cái nam châm vĩnh cửu. Còn cái dây quấn stator đó, bây giờ dòng điện mình cấp vào mình sẽ phân biệt ha, chiều dương và chiều âm. Dòng điện nó có thể chạy theo hai chiều và nó sẽ tương ứng với hai vị trí khác nhau của cái rotor ha. Động cơ bước 500 vĩnh cửu thì mình không có phân biệt âm dương nữa ra, chạy chiều nào nó cũng như nhau. Nhưng mà động cơ bước biến từ trở ha, thì nó không phân biệt âm dương. Nhưng động cơ bước 500 vĩnh cửu thì rotor nó có phân cực bắc nam. Và dòng điện cấp vào stator mình cũng phải phân âm dương ha, để nó phân cực đúng theo cái trình tự quay của cái rotor. Thì cái nguyên lý nó cũng đơn giản thôi, mình nhìn vào cái hình này có thể thấy được. Mình có thể ghi cái chỗ này vô nha. Hướng quay nó sẽ phụ thuộc vào cái sự phân cực pha dòng điện theo cái bảng trình tự bên dưới này. IA cộng có nghĩa là mình sẽ cấp điện vào cái cuộn dây. Mấy em phải vẽ cái hình vô mới hình dung được nha mấy em. Phải vẽ cái hình này vô nha. IA cộng có nghĩa là dòng điện chạy vào ở cực A nè, ra ở cực A phẩy, A phẩy là ở dưới này. Này cái hình này nó mất cái dấu A phẩy phải không? Rồi, IB, B là cực này nha. B là bên này, B phẩy là bên này. Này cái hình đầu tiên mấy em phải vẽ vô nha. Không biết là mấy đứa vẽ chưa? Phải vẽ cái hình này vô, không vẽ chụp hình lại ha. Lát nữa vẽ sau không được. Còn không, lát coi video rồi mình vẽ lại sau. Nhớ ghi chép luôn. Thì giải thích tiếp. Thì cái trình tự mình cấp điện, cấp điện vào các cái cực của cái cuộn dây ha, thì IA cộng có nghĩa là đi vào cực A, IB cộng là đi vào cực B ha, dòng điện đi vào stator, IA trừ là đi vào cực A phẩy, IB trừ là đi vào cực B phẩy, rồi nó quay trở lại vào cực A cộng lại. Theo trình tự đó thì cái động cơ bước mình sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, A cộng, B cộng, A trừ, B trừ, A cộng, quay theo chiều kim đồng hồ. Rồi. Nếu muốn quay ngược chiều kim đồng hồ thì mình sẽ cấp theo cái thứ tự nó ngược lại ha. Đầu tiên cấp A cộng, nó góc 0 độ này. Sau đó mình cấp vào là B trừ, nó sẽ quay ngược 90 độ. Rồi cấp A trừ, rồi B cộng, rồi quay lại A cộng trở lại. Rồi sau đó tiếp tục. Thì lúc này nó sẽ quay ngược ngược chiều. Rồi vẽ cái hình với lại ghi cái này vô nha. Ghi cái này lại. Mình có thắc mắc gì về cái nguyên lý của cái động cơ bước 500 vĩnh cửu không? Nếu mà em có thắc mắc thì hỏi nhé. Thì mình thấy là đối với động cơ bước 500 vĩnh cửu nó tương tự thôi với động cơ bước biến từ trở. Có điều là khi này là cái rotor nó có phân cực bắc nam, tại vì nó rotor nó là 500 vĩnh cửu. Và khi rotor phân cực bắc nam thì lúc này dòng điện cấp vào stator mình cũng phải phân cực cho nó cộng trừ để cái rotor nó quay cho đúng theo cái trình tự ha. Lúc này cấp dòng điện vào bắc nam ha, vào cộng trừ của cái cuộn dây cho đúng. Tiếp theo mình nói về cái bảng sự thật này ha. Thì đối với cái bảng sự thật số 1, cái bảng số 1 này thì hai pha A và B này nó sẽ có một pha on. Thì bảng chế độ này gọi là
chế độ một pha on hả? Một pha on. Cái bảng này mình kể vô cho em. Pha on. Một pha on có nghĩa là gì? Đầu tiên pha A nó on. A cộng. A cộng có nghĩa là cấp vào cực đầu A đó, dòng điện y y cộng á, đầu vào đầu A. B không có nghĩa là B không có cấp điện ha. Thì cái rotor đó là góc 0 độ. Rồi sau đó mình pha A mất điện, kết điện pha A, đóng điện vào phơi B thì đầu dương ha. Cộng có nghĩa là cấp vào đầu B, lại góc rotor sẽ quay là 90 độ. Cái bảng này là nó thể hiện cái hoạt động của các cái trình tự hoạt động nãy mình thầy mới nói xong ha. Rồi sau đó tới lượt A trừ. A trừ có nghĩa là dòng điện bây giờ nó đi vào đầu A phẩy, dòng điện vào A phẩy ha. Thì ở đây mình sẽ ký hiệu là A trừ. Rồi tới B thì nó là không, B nó không có điện ha, các điện vào B thì đồng rotor nó sẽ quay cái góc 180 độ. Rồi sau đó mình tiếp tục mình qua bước tiếp theo thì pha A mất điện, tới lượt pha B vào đầu B phẩy, nghĩa là B trừ này. B trừ có nghĩa là cấp điện vào B phẩy, dòng điện đi vào B phẩy đi ra ở B thì đồng rotor nó sẽ quay tiếp 90 độ lên góc 270 độ. Rồi sau đó quay trở lại bước đầu tiên là A cộng B không thì nó quay về góc 0 độ, có nghĩa là quay hết một vòng. Cái bảng này là tóm tắt lại nha em, bảng này là bảng sự thật này. Đây là chế độ một pha on, một pha on nhé, một pha on này. Mỗi lần chỉ có một pha on thôi, A on và B tắt ha, pha B on và A tắt. Rồi pha A trừ có nghĩa là cấp chiều ngược lại, dòng điện chạy ngược lại, pha B tắt. Thì cứ dần dần mỗi lần kích cái là rotor nó sẽ quay góc 90 độ. Đây là chế độ một pha on nhé. Tương tự cái động cơ bước tương tự động cơ bước biến từ trở hôm trước. Rồi. Cái bảng thứ hai này là gọi là chế độ hai pha on. Hai pha on ha. Hai pha on thì một lúc hai pha cùng có điện. Mình thấy đây AB cùng có điện. AB cùng có điện thì góc pha bây giờ là 45 độ. Mình có thể coi ngược cái hình này ha. Em tưởng tượng ha, pha A pha B cùng có điện thì cái rotor nó sẽ bị hút vào cái góc giữa này, góc chéo ở giữa này. Hút vào góc chéo ở giữa này ha. Thì lúc này rotor nó sẽ vị trí ban đầu của nó sẽ là 45 độ khi AB cùng có điện. Rồi sau đó tiếp tục là gì? Trừ AB. Trừ AB có nghĩa là pha A nó sẽ đảo cực lại. Pha B bằng những nguyên pha A đảo cực lại ha. Thì cái rotor nó sẽ quay tiếp 90 độ. Đây, nó quay tiếp 90 độ này ha. Này, nó quay tiếp 9 độ, nó quay lên góc này, nó quay sao theo hướng này ha. Rồi sau đó mình tiếp tục pha B nó đảo cực, có nghĩa là thành A trừ B trừ AB nó đảo cực, B đảo cực ha. Thì nó quay tiếp 90 độ nữa ha. Rồi sau đó A nó quay trở lại A cộng B bằng giữ nguyên B trừ thì nó quay tiếp 90 độ. Rồi sau đó nó lại quay về lại trạng thái ban đầu A cộng B cộng. Thì chế độ hai pha on này thì mình on một lúc hai pha, mỗi lần chuyển trạng thái thì một pha nó sẽ đảo trạng thái, đảo cực từ cộng nó chuyển sang trừ. Lúc nào mình thấy hai pha đều on hết á, hai pha đều có điện nhưng mà mỗi lần thay đổi thì một pha nó sẽ đảo cực từ cộng qua thành trừ. Thì lúc này nó dịch cái rotor quay góc 90 độ. Rồi nó cũng tương tự cái động cơ bước biến từ trở hôm trước thôi, tương tự thôi. Có điều ở đây là cái dòng điện đi vào cái stator nó sẽ phân cực ha, vào cộng trừ đó, vào đồng cộng được. Rồi bảng thứ ba này là cái bảng gọi là điều khiển nửa bước. Điều khiển chế độ này là hai một pha on xen lẫn với hai pha on ha. Thì chế độ này nó sẽ điều khiển nửa bước, một lần dịch chuyển nó chỉ chuyển nửa bước thôi, 45 độ ha. Thì đầu tiên là pha A on, pha B không có điện thì góc pha bây giờ nó là 0 độ. Sau đó AB cùng on là nó chuyển qua góc 45 độ giống như bên này ha. Này nó kết hợp hai bảng này lại nha em. Này đầu tiên là A không, A có A cộng B không thì góc 0 độ. Này A cộng B không góc 0 độ. Rồi A cộng B cộng có nghĩa lúc này đóng điện vào B ha. A cộng B cộng thì góc là 45. Rồi sau đó là quay lại chế độ một pha on, có nghĩa là A không B cộng. Đây. A không B cộng góc 90. Rồi sau đó là A trừ B cộng cộng và này hai pha on á, mà lúc này pha nó qua dấu trừ thì góc nó tiếp tục nó lên đi 45 độ, cứ tiếp tục như thế tương tự nhé.
thì nó đây là chế độ này là chế độ xen lẫn ha, một pha on lẫn hai pha on. Thì điều khiển này là điều khiển nửa bước half step, nửa bước. Rồi thì ba cái bảng này nó tóm tắt cái cách điều khiển cái động cơ bước biến từ động cơ bước 500 phần cửu. Động cơ này có hai pha stator, có hai pha AB, rotor thì nó có hai cực. Đó là cái động cơ bước 500 phần cửu, nguyên lý của nó. Nếu mình vẽ xong cái bảng này thì thầy tiếp tục về chuyển qua slide tiếp theo. Nếu bạn nào mà không ghi kịp thì có thể mở video coi lại. Coi lại thì mình có thể chỉnh tốc độ hoặc là dừng video lại nha. Tại thầy không biết là ở bên đó mấy em ghi xong chưa hoặc là như thế nào. Thầy tiếp tục nha. Cái này thì nói lại cái bảng hồi nãy thôi. Bảng số 1 là dùng một pha on thôi. Thì chế độ điều khiển là bước đủ, full step, một bước thôi, full step. Rồi, chế độ bảng số 2 là hai pha on. Là chế độ này cũng là full step nhưng mà hai pha on thì nó ưu điểm hơn là nó để giúp cái rotor nó ổn định hơn ha. Cái moment nó ổn định hơn. Ít rung lắc hơn. Rồi, bảng số 3 là cái điều khiển nửa bước, một pha on kết hợp với hai pha on sử dụng luân phiên. Vi bước thì tương tự như động cơ bước, động cơ bước biến từ trở thôi, mình sẽ tăng dần dần điện áp các pha lên. Chỗ này là tiếp theo là ưu nhược điểm của cái động cơ bước 500 bình cửu. Thì so sánh với động cơ bước biến từ trở thì cái 500 bình cửu nó sẽ có số ưu điểm. Thứ nhất là nó có hiệu suất cao hơn so với động cơ động cơ bước biến từ trở. Hiệu suất của cái động cơ bước 500 bình cửu nó sẽ cao hơn. Rồi, moment nó cũng sẽ lớn hơn. Moment nó sẽ lớn hơn á. Nhưng mà nó lại có nhược điểm. Nhược điểm thì nó sẽ có cái quán tính cao. Và cái khả năng tăng tốc với giảm tốc của nó sẽ chậm hơn so với động cơ bước biến từ trở. Và thứ hai là nó khó sản xuất với cái loại mà cái số ranh nó nhiều quá thì sẽ nó sản xuất. Tại vì thép thì mình có thể đúc được ranh nó nhỏ được, nhưng mà cái động cơ 500 bình cửu thì mình khó chế tạo cái ranh nhỏ, nên là cái bước cực của cái động cơ bước 500 bình cửu nó sẽ lớn từ 30 độ cho tới 90 độ. Nhưng mà gần đây thì người ta có thể chế tạo được một số cái loại động cơ bước 500 bình cửu nó dùng cái đĩa từ hóa thì nó sẽ giúp tạo cái bước nhỏ hơn và quán tính nó thấp hơn, nó khắc phục hai cái nhược điểm, khắc phục cái nhược điểm về cái quán tính với lại về cái góc bước nhỏ là sau này. Còn những cái loại truyền thống không có bước 500 cửu loại truyền thống thì nó vẫn nhược điểm đó là thứ nhất là nó quán tính nó lớn hơn, tăng giảm tốc độ chậm, thứ hai là cái góc bước nó lớn, độ chính xác nó thấp hơn. Nó còn cái ưu điểm là moment lớn ha, hiệu suất cao. Đây là một số cái ưu nhược điểm so với cái động cơ bước biến từ trở. Đặt mình qua tiếp một loại nữa là cái động cơ bước hỗn hợp. Đây còn gọi là động cơ bước lai. Thì cái loại này cái cấu tạo của nó, cấu tạo của nó như này. Về cái stator thì nó tương tự, stator nó tương tự với cái động cơ bước biến từ trở. Nhưng mà rotor thì nó sẽ có một cái khác biệt. Rotor này thì nó sẽ được, nó là cái rotor bằng thép nhưng mà nó được từ hóa. Và rotor nó sẽ phân làm hai cực bắc nam riêng, thành hai cái giống như là hai cái bánh răng riêng đó. Quay bánh răng cực bắc, bánh răng cực nam. Bánh nam riêng, hai bánh răng riêng ha. Đây ở bên này nó làm cái hình cách này. Và các cái răng này nó lệch nhau. Cực bắc này ha, các cái răng như thế này. Cực nam các răng như thế này nó sẽ lệch nhau một răng ha, lệch nhau một răng. Mình có thể ghi cái cấu tạo ngắn gọn ha. Động cơ bước lai là kết hợp của động cơ loại 500 bình cửu và biến từ trở. Rotor nó sẽ là được từ hóa dọc theo trục, từ hóa theo trục có nghĩa là cái trục này á, nó từ hóa bên này là bắc, bên này là nam á, theo cái trục của nó.
nó khác với động cơ 500 bình cũ nha. 500 bình cũ thì nó từ hóa là nó từ nó là cái 500 hai cực vách nam đây. À, này là nó từ hóa là hai cực vách nam trên cái đồ toàn. À, còn cái động cơ bước lai thì mình thấy là từ hóa theo cái trục, có nghĩa là nguyên một cái cục này luôn, nguyên cái bánh răng này là một cực, nguyên bánh răng này là cực nam ha, nguyên bánh răng này là cực bắc này, hai bánh răng này nó ghép chung nhau thành cái rotor. Các răng này lệch nhau, bắc nam hai răng nó lệch nhau ha. Đó, đây là cái hình cấu tạo đó. Ghi ngắn gọn vô hiện thế. Rotor nó được từ hóa theo trục. Tương tự cái động cơ bước 500 phần cũ ha. Cái rotor nó là cái 500 nhưng mà nó từ hóa theo cái kiểu bên này bắc bên này nam. Thì bản chất cái rotor này nó là bằng thép á, nhưng mà bên cái trục nó được từ hóa, thành ra là ở bên ngoài này nó thành cái 500 luôn. Nên nó gọi là lai là vậy, à, động cơ bước lai ha. Cái rotor này là bản chất nó là thép nha, nhưng mà nó được từ hóa nhờ cái trục bên này nó chứa cái 500 vách nam nó đặt dọc theo trục này. Cái trục vách nam là 500 à, dọc theo trục thì nó sẽ từ hóa cái bánh răng ở ngoài này thành cái cực bắc cực nam riêng ha, hai cực. Còn cái stator thì nó tương tự như động cơ bước biến từ trở nha. Stator nó tương tự động cơ biến từ trở. Chỉ có rotor là cấu tạo nó hơi khác thế. Nó gồm cả hai cái phần vách nam riêng biệt. Mỗi phần là một cái bánh răng tròn luôn. Tròn cái bánh răng này là một cực vách này, tròn cái này là một cực nam. À, tròn cái này cực nam. Đó là bánh răng bằng thép nhưng mà nó được từ hóa nhé. Dọc theo trục này nó sẽ là cái 500 nên nó phân thành hai cực bắc nam và hai cái bắc răng, nó khác với cái động cơ bước 500 bình cũ hai cái răng nó đối diện nhau. À, mình tiếp nha. Đây, cái rotor đây mình vẽ nhìn cái hình này cho nó rõ này, hai cực bắc nam nó sẽ phân thành hai cái bánh răng riêng biệt ha. Tiếng Anh nó gọi là cup, cup như là cái ly, cốc, cốc cũng được. Đây, thực ra nó là hai cái bánh răng tròn khối này là một cái cực bắc ha, tròn khối này là một cực nam. Động cơ bước lai có rotor được từ hóa theo trục, nghĩa là một đầu được từ hóa là cực bắc, một đầu kia là cực nam ha. Hai cực bắc nam là hai cục riêng lẻ nha, khác với động cơ bước 500 bình cũ. Đây, hai cái răng nó lệch nhau nha em. Đây cực cực nam này ha, nam này. Nam là màu xanh, bắc là màu đỏ, lệch nhau, lệch về, nó lệch nhau một răng ha, chạm nhau một đây là cái mặt cắt của nó theo cái trục XX và XY. XX là cắt ở phía trước này, XY là cắt phía sau này. XX là mình nhìn phía trước đây mình sẽ thấy các răng đó là cực bắc hết ha, N là N này bắc hết này ha, à, N là bắc hết, N là bắc hết. Còn cách phía mặt sau nó này, cách phía theo trục Y thì nó là nam hết, S là nam hết. Rồi thì cái stator này khi mà mình kích từ cho các cái cuộn dây AB đó thì lúc này nó sẽ hút các cái cực từ bắc nam tương ứng ở trong cái rotor này ha. Thì đối với động cơ này mình nếu mình tính cái góc bước, tính góc bước thì mình cũng dùng như công thức tính bằng như trước thôi. Mình lấy cái số răng của stator à, của rotor trừ số răng stator 5 trừ 4 á, 360 chia cho 5 nhân 4 ở góc này 18 độ. Đối với động cơ bước lai này ứng cái mình đang xét này á, góc nó là 18 độ. Bây giờ nói cái nguyên lý này, nói nguyên lý hoạt động của nó. À, đầu tiên là pha A được kích cái từ, có nghĩa là cấp dòng điện vô pha A thì nó sinh nó thành cái cực bắc ở đây,
từ nam đây, nam ở trên này, bắc ở dưới này. Nam ở trên, bắc ở dưới. Thì nó sẽ hút một cái cực của cái rotor. Ví dụ nó hút cái cực của rotor này chính diện đó, được không? Cái cực là này. Cực bắc này nó hút vào chính diện cực nam ở trên của pha. Thì nó tạo thành theo cái trục AA phẩy này. Thì này coi như là góc không độ đấy ạ. Để rotor quay, quay rotor pha A ngừng, tắt điện pha A đi, tới lượt pha B được kích từ. Thì khi pha B kích á, thì dòng điện nó sẽ hút cái cực này này. Pha B kích từ theo cái chiều chiều dương đi ha. Nó nghĩa là cực này nó sẽ thành là cực nam ha. Nó sẽ hút cái điểm N này qua, cái cực bắc cực này qua. Thì cái rotor nó sẽ dịch qua một góc 18 độ, dịch từ đây qua đây, từ chỗ đây này dịch thẳng hướng với cái cực B này, thì nó quay 18 độ. Rồi tiếp theo là pha A và B luôn tiên hoạt động tiếp tục, có nghĩa là sau đó tới lượt pha A có điện lại, pha A có điện lại thì tiếp tục nó sẽ hút cái cực cái A lúc này cực nam ở dưới này, nó sẽ hút cái rotor này quay xuống tiếp nữa. Rồi sau đó lượt pha B nó có điện nó lại hút tiếp cái này điện quay ra theo hướng đó. Dần dần cứ một lần nó cứ là đi 18 độ. Rồi thì các bạn cảm thấy như thế này, các bạn A B A K B A cộng B không thì góc là không độ, A không B cộng góc là 18, rồi A trừ B không góc là 36, một lần nữa lên đi 18 độ nhé. A không B trừ góc 54. Đây là chế độ một pha on này. Quay theo chiều kim đồng hồ nhé. A cộng B trừ A trừ B cộng theo trình tự vậy. Thì trong thực tế người ta có thể làm nó nhiều rang hơn, cái động cơ bước biến động cơ bước lai người ta sẽ làm nhiều rang hơn á, rất nhiều rang, thì lúc này cái độ chính xác nó sẽ cao hơn, cái góc bước nó sẽ nhỏ lại, độ chính xác sẽ cao, độ phân giải nó sẽ cao hơn. Cái này là các bạn sự thật của cái hoạt động theo kiểu một pha on. Có thể kể lại hoặc là lát nữa ghi lại xong được, nếu không ghi kịp. Mình có thắc mắc gì về cái nguyên lý hoạt động của cái động cơ bước lai nào? Ví dụ cái này mình phải tưởng tượng thôi, tại vì cái này cái rotor nó sẽ có hai phần lận nha. Cái này là một cái phần của nó thôi. Cái này là nửa rotor, là nửa cực bắc của rotor thôi. Còn nửa cực nam rotor nữa nha em. Nửa cực nam rotor nó nằm bên này nè. Đây nửa cực bắc này. Này nửa cực ram này. Thì lúc có lúc cái rotor phần bắc nó hút, có lúc rotor phần nam nó hút nha. Của cái phần này nó hoạt động một riêng ha. Cái này hút rồi xong tới được cái này hút. Này chắc phải tưởng tượng nhiều nhưng còn không có hình dung. Nhưng mà bạn sự thật đó, nếu mình cần mình coi cho bạn sự thật này cũng được. A dương B không thì góc không ha. A không B dương góc 18. Mỗi lần nữa là đi 18 độ. Đó là theo cái cấu tạo của cái rotor mình, 5 rang ha. Rotor 5 rang. Rotor 5 rang, stator 4 rang. Stator có 2 pha. Nếu theo cái xét cái hình này này, xét một động cơ bước biến từ động cơ bước lai mà có nhiều rang hơn đó. Thì cái này cái stator nó có tổng cộng là 40 rang. Stator này 40 rang nha. 40 rang là tám cái cực này đến 8 cái cực này, mỗi cực là 5 cái rang. 8 5 là 40 rang, cái stator 8 40 rang á. Cái rotor này là 50 rang. Rotor 50 rang. Thì cái góc bước lúc này là nó là 1,8 độ. Góc bước mình tính ra mình ghi cái ưu nhược điểm của cái động cơ bước lai luôn ha. Thì động cơ bước lai á, thì người ta có thể là chế tạo nó với cái góc bước nhỏ dễ dàng, dễ chế tạo được cái góc bước nhỏ, có nghĩa độ chính xác nó sẽ cao ha. Rồi so với động cơ bước biến từ trở thì nó lại có cái ưu điểm là gì?
cấp A nó cũng cần phải động cơ một cái loại lái thì nó cần phải có cái dòng cái từ để tạo ra cái mô-men. Tuy nhiên giống như cái động cơ bước 500 bình cũ, BM là 500 bình cũ nha mẹ, VR là biến từ trở, thì cái loại động cơ bước mà hỗn hợp nó cũng có cái mô-men hãm tốt do nó có cái phần là 500 bình cũ, tại vì nó được phân cực Bắc Nam cho cái rotor, thì cái mô-men giữ khi mà các nguồn điện nó vẫn có cái mô-men giữ. Đối với cái động cơ bước biến từ trở hôm trước mình đã nói là gì, khi mà không có điện trong cái stator thì cái rotor nó quay tự do, rotor động cơ bước 500 bình cũ nó sẽ không quay tự do nha mấy. Động cơ bước 500 bình cũ khi mà ngắt điện cái của stator thì nó vẫn có mô-men nó giữ cái rotor lại, còn động cơ bước biến từ trở khi mất điện là nó quay tự do nha. Thì nhờ có cái việc mà tự giữ khi mà không có điện thì nó sẽ giúp cái rotor này nó cố định, nó không có bị quay lộn xộn đi khỏi cái góc mà mình đặt điều khiển đó, khi mà ngắt điện. Thì đó là cái ưu điểm. Cái này là một số cái tổng hợp lại. Rồi, thì tổng hợp một số cái ý chính, động cơ bước có thể xem là một thiết bị điện tử số mà khi bổ sung đưa vào thì nó sẽ làm rotor quay một góc. Thì nó phù hợp để điều khiển vòng hở, điều khiển vòng hở và mình cấp bao nhiêu sung vô thì nó quay chính xác bấy nhiêu góc tương ứng. Ứng với góc bước của nó sẽ quay chính xác và một góc tương ứng với số sung nhân với góc bước. Đó là ý thứ nhất. Để tóm tắt lại các cái nội dung mà mình đã học qua. Rồi, thứ hai, động cơ bước mang cho mình cửu, ba động cơ bước biến từ trở, VR biến từ trở. Thì khi kích thích cái một pha stator nó sẽ tăng giảm mô-men từ trở biến thiên của mặt từ này, thì cái mô-men khi mà động cơ bước biến từ trở nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng điện cấp vô trong cái quán stator và hướng nó độc lập với cực của dòng điện pha. Có nghĩa là cái động cơ bước biến từ trở này thì cái dòng điện đi vào không phân biệt đầu nào ha, cộng trừ không phân biệt cộng trừ, đi xuôi đi ngược gì cũng được. Rồi động cơ bước biến từ trở thì nó có thể làm nhiều, gọi là cái rotor nó sẽ chia thành nhiều cái cực khác nhau, chia nhiều cái rotor khác nhau cũng được. Động cơ bước đa lớp, trước mình nói động cơ bước đa lớp nhiều lớp. Rồi cái bước bằng 360 độ chia cho M nhân R, M là số pha của stator, NR là số ren. Rồi động cơ bước 500 bình cũ có rotor là cái 500 bình cũ ha, hướng của moment phụ thuộc vào cực của dòng stator, có nghĩa là dòng điện vô stator mình sẽ phân biệt cực dương cực âm, và lúc này cái động cơ bước nó sẽ cái rotor và stator nó có phân cực cách nam đang hoạt. Rồi động cơ bước lai thì đặc tính nó vừa kết hợp vừa động cơ bước biến từ trở vừa động cơ bước 500 bình cực, và nó có phân biệt hướng moment nó phụ thuộc vào cực của dòng stator, tại vì rotor nó là có phân cực Bắc Nam. Rồi chế độ một pha on, một pha on thì rotor nó sẽ quay theo chế độ là bước đủ nha, pha on là chắc chắn là di chuyển theo bước đủ ha, chỗ một lần nó quay một góc về ta. Bước chế độ hai pha on của mày, chế độ hai pha on cũng là bước đủ, nhưng mà lúc này rotor nó sẽ quay góc lệch ngay giữa hai pha, thì nhờ cái hai pha cùng on này nó sẽ giữ cái rotor nó có cái moment ổn định hơn. Rồi chế độ quay nửa bước half step ha, nửa bước thì nó sẽ luân phiên giữa chế độ một pha on và chế độ hai pha on, góc bước nó còn nửa so với chế độ bước đủ. Rồi, điều khiển vi bước là mình điều khiển bằng cách mình giữ dòng pha, rồi sau đó mình tăng dần dần pha lên ha, sau đó mình giảm dần dần cái pha đó xuống, pha đầu xuống, thì nó sẽ dịch chuyển cái moment từ từ. Rồi, thì tới đây là mình tạm thời kết thúc cái phần động cơ bước.
Còn các cái bài tập thì hôm trước, những cái dạng bài tập hôm trước mình làm thì nó cũng tương tự, các loại động cơ bước khác nó cũng tương tự thôi. Bước nam châm bình cửu hoặc là động cơ bước like thì cách tính toán các bước, tính toán các cái tốc độ quay hoặc là cấp xung vào, yêu cầu xác định góc pha nó quay bao nhiêu độ chẳng hạn, thì nó tương tự, nó có gì khác hết. Nên phần bài tập thì tương tự, giữa các động cơ tương tự nhau thôi. Còn lý thuyết mình chỉ cần phân biệt các cái loại động cơ này nhau. Thì tạm thời là mình sẽ kết thúc cái phần động cơ bước ở đây. Rồi, em có câu hỏi gì về cái phần động cơ bước này thì mình có thể đặt câu hỏi nha. Có chỗ nào mình thấy khó hiểu hoặc không hiểu gì về cái động cơ bước thì đặt câu hỏi. Có để đối với cái phần này thì cái động cơ bước like này là khó hiểu nhất. Vì cái nguyên lý phải phân biệt là cả hai cực Bắc Nam theo trục dọc trục của nó. Này phải có hình động thì mới dễ nhìn. Mà phải tìm thì nó sẽ không có cái hình động lớn. Này phải tưởng tượng thôi chứ còn trình này phải tưởng tượng này. Các bạn nào có câu hỏi gì cần hỏi thì để câu hỏi nha. Hỏi gì à? Online khá giao tiếp ha. À, mấy bạn vô đặt tên cho đúng tên nha. Đặt tên như vậy sao thầy điểm danh sẽ được. Dù bạn đặt tên admin nha, admin nè, sao biết lại. Mấy em coi lại kiểm tra lại cái tên của mình có đúng không nha. Không đúng tên là bị cho ra ngoài luôn á. Rồi giờ điểm danh nè. Điểm danh nha, bạn nào không đúng tên giờ thì kích ra trước và điểm danh xong. Admin này kích ra trước rồi. Thì kích ra là không có vô lại được đó, admin đổi tên không? Đổi tên thì kích này. Hỏi gì nữa thì thầy điểm nhanh cái là mình thấy chỗ nào không hiểu có thể coi lại video ghi chép lại nhé, chỗ nào nếu bạn không hiểu thì sau lên hỏi.
đánh hỏi lắm, hỏi lắm đánh nhập với tính của lỗi tên. Sau đấy nhạc lắm. Đây hỏi lắm có. À, nếu mà không thắc mắc gì nữa thì mình có thể nghỉ, nhưng mà lưu ý thứ tư. Ngày thứ tư là mình cũng vào cái Zoom ID và bắt đúng như ngày không em? Đúng giờ của mình vô ha. Thứ tư là mình đã bắt đầu lúc 3 giờ 5. Rồi, thì xong rồi, nếu mà không có thắc mắc gì nữa thì mấy em có thể học. Không hiểu thì coi lại video nhé. Còn nếu vẫn không hiểu thì bữa sau hỏi tiếp. Bữa nay không hỏi thì bữa sau hỏi. Không hỏi thì tắt cái Zoom luôn á.